Từ bi hoan hỷ thay mặt Chư Tôn Đức Tăng truyền trao tam quy ngũ giới đến hàng Phật tử của chúng con. Một lần nữa chúng con thành kính đảnh lễ tri ân sư. Chúng con cũng thành kính đảnh lễ tri ân Chư Tôn Đức đã quan năm vào đạo chứng minh cho chúng con được thọ trì vi giới. Nhật Quỳnh kính cảm ơn đạo tràng đã cùng với Cẩm Vân và Nhật Quỳnh lễ bái Tam Bảo và thọ trì vi giới. Do phước mà chúng con đã trong sạch tạo được ra, chúng con kính dâng đến tất cả chư thiên, nhất là chư thiên hộ trì chánh pháp, còn mong quý ngài hoan hỷ tùy hỷ độ giáo pháp Đức Phật Gautama tròn đủ 5.000 năm. Chúng con cũng kính dâng quả phước này đến với chư Quỳnh, xin chia phước này đến đạo tràng pháp hội, mong rằng phước này trợ duyên quý ngài quý vị an vui tiến hóa trong giáo pháp của Đức Từ Phụ Gautama. Nam mô Buddhaya, Nam mô Dhammaya, Nam mô Sanghaya. Dạ, Trần Đạo ơi, Trần Đạo có nghe được âm thanh Nhật Quỳnh không? Cho Nhật Quỳnh xin một tín hiệu nha. Dạ, Nam mô Buddhaya, dạ, Nhật Quỳnh xin chào. Xin ngồi nghe, mến chào Châu Phong, mến chào Cẩm Vân, mến chào Sích Trần Đạo, kính chào Sích Tam, dạ, Tam Gió. Mến chào Thiền Hạnh, kính chào học online, mến chào Sích Tam. Phương, kính chào cô Ái Minh, mến chào Thi Lam, kính chào Phạm Phu, mến chào Chiếc Lá Rơi. Dạ, một lần nữa con thành kính đảnh lễ Chư Tôn Đức, Nhật Quỳnh kính chào đạo tràng và mời Trần Đạo thay mặt đạo tràng để cung thỉnh pháp sư. Dạ, Nam mô Bích Tha. Dạ. Dạ, Nam mô Bích Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Tha Giá. Con kính lãnh lễ Thượng Tọa Minh Hạnh, cô tu nữ Một Tấn, kính chào quý anh chị trong đạo tràng. Con xin thỉnh pháp sư ạ. Nam mô Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Nam mô Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Nam mô Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Con xin hết lòng thành kính. Nam mô Tassa. Dạ, con xin lỗi đạo tràng. Ramma chaloka dipati sahang bati katang chati anti varang aya chatha santi tassa tappara chap Kacatika disetu tamang anukam bimang bacang satam maberin vinayang ca kayang sutang ca pangdang api tam macang mang aku tayang to satu sak ca dangdang bapo tanaye parisa yamengce. Phạm Thiên vẫn ngậm ngùi khẩn khoản, Phật nhận lời nhưng chẳng dị hơi, quyết lòng mở đạo dạy đời, nhắm giường lập dạ ngày dời chơn sang, thuyết pháp độ càng đệ tử, có năm thầy thỉnh dự pháp từ, đó là nhóm Kiều Trần Như, được nếm hương vị hữu dư niết bàn, rồi từ đó mở mang giáo pháp, 45 hạ giáp vẹn toàn, một lòng chẳng thối không mòn, những điều lợi ích hằng còn lâu năm, cả tam giới thừa ân phổ cập, đám mưa lành rưới khắp thế gian, bởi nhân cớ tích rõ ràng, thỉnh ngài thuyết pháp nói đàn từ bi, chúng sanh ngồi khắp chốn ni, tối mê cầu được trí tri vẹn toàn. Dạ, con đã thỉnh pháp sư xong ạ. Dạ, con xin gửi mic lại cho chị Nhật Quỳnh. Dạ, sa thú lành thai, kính cảm ơn Sích Trần Đạo đã thay mặt đạo tràng cung thỉnh pháp sư. Nam mô Bích Thai giá. Dạ, bây giờ thì Nhật Quỳnh cũng chưa có thấy đại đức Huy Niệm và đại đức Pháp Tính vào đạo tràng. Dạ, Nhật Quỳnh kính mời cô tu nữ Ngọc Tấn xung phong đi cô. Dạ, cảm ơn cô cho Nhật Quỳnh biết được tín hiệu. Cô xung phong đi cô, nếu cô nghe rõ đường truyền cô như vậy và hôm nay tốt rồi. Dạ, cô có thể tiên phong. Tiên phong lên để kể về pháp cứu ngày hôm nay. Dạ, lâu lắm rồi đạo tràng cũng không nghe được âm thanh cô.
Dạ, kính mời cô Ái Minh. Để nhìn coi. Dạ, mời Cẩm Vân, mời Xích Trần Đạo, mời Xích Tâm Phương. Ô, xa thủ hàng tay Tâm Phương chưa mời là chúng không rồi, xa thủ lành thai. Dạ, bây giờ thì Nhật Quỳnh chỉ thấy mới có hai bàn tay thôi. Dạ, kính mời quý vị cứ mạnh dạn đưa bàn tay mình lên. Dạ, đọc Bali cũng được, kệ cũng được. À, rồi cảm nhận xong đọc Bali được, cứ việc đọc tiếng Việt cũng xong. Dạ, cái room này rất là tự do. Sư pháp tính là cho tự do vậy đó. Đọc hai ly thì sư cũng cho luôn. Nên là quý vị cứ an tâm mà đưa bàn tay lên. Rồi bây giờ trước mắt là Tâm Phương nha. Tâm Phương dẫn đầu đi. Rồi, Phương. Dạ, cảm ơn chị Nhật Quỳnh. Nam mô Bụt Tha giá, Nam mô Tham Ma giá, Nam mô Sang Kha giá. Con kính đảnh lễ chư đại đức tăng, quý cô tu nữ. Dạ, hôm nay Tâm Phương thường pháp là vì chuẩn bị soạn hôm nay phải đi đi sớm, đi làm sớm nên phải đưa tay lên. Dạ, xá thú chị Nhật Quỳnh. Dạ. Nawatkara namate na wana wana bhaka rata yatva sa sa thu ro buna ro ho ti ichu khi machari satho. Không phải nói lưu loát, không phải sắc mặt đẹp, thành được người lương thiện nếu ganh tham dối trá. Và đó là bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Phải đâu hùng biện đa tài, hình dung đẹp đẽ thành người thiện lương, nếu còn ganh dính ngã vương thì còn xa lắm con đường trí nhân. Và đó là phổ thơ của Thượng Tọa Giới Đức. Na quang kha răng na mát tê năng quán na po khan ra ta ya quam sa thu ru po na ro ho ti i su khi mát cha ri sa thô. Na quang kha răng na mát tê nang qua nam vô ca ra tăng gia quang sa thu ru po na ro ho ti i su khi mặt cha ri sa thu. Không phải nói lưu loát, không phải sắc mặt đẹp, thành người lương thiện nếu ganh tham dối trá. Nhà đó bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Phải đau hùng biện đa tài, hình dung đẹp đẽ thành người thiện lương, nếu còn ganh dính ngã vương thì còn xa lắm con đường trí nhân. Và Tâm Phương đã đọc và kệ xong. Kính mời vị kế tiếp ạ. Dạ. Dạ, Nam mô Bụt Tha giá, Nam mô Tham Ma giá, Nam mô Sang Kha giá. Con kính đảnh lễ chư tôn đức tăng ni. Thank you.
Hai giá dạ, không biết Trần Đạo có nghe được anh Thanh Nhật Quỳnh không? Có gì Trần Đạo thoát ra hay trở lại máy cho nhân Trần Đạo nha. Dạ. Ủa? Dạ. Dạ. Dạ, cảm ơn Tâm Phương. Dạ. Chính lễ cô tu nữ thăm má cha rỉ vừa vào đào tràng. Rồi Nhật Quỳnh thấy Trần Đạo trở lại rồi. Dạ, ngồi nghe anh đi. Dạ. Dạ, đưa bàn tay tiếp đi nha. Dạ, kính mời Trần Đạo. Dạ, Nam Mô Bích Tha Giá, Nam Thâm Ma Giá, Nam Mô Sơn Kha Giá. Dạ, cảm ơn chị Ngọc Quỳnh cho biết tín hiệu nghe rõ. Con kính đảnh lễ chư Tôn Đức Tăng Ni, kính chào quý anh chị trong đạo tràng. Con xin kể câu kinh Pháp Cú số 262. Na Wa Kha Răng Hà Ma Tê Na Wa Na Bô Kha Rà Ta Gia Hoa Sa thu ru bo na ro ho ti i su ki mak cha ri sa to na wa kha rang a ma te na wa na bu kha ra ta ya wa sa thu ru bo na ro ho ti i su ki mak cha ri sa to Không phải nói lưu loát, không phải sắc mặt đẹp thành được người lương thiện nếu ganh tham dối trá. Đó là phổ thơ của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Na Wa Kha Răng A Ma Tê Na Wa Nha Po Kha Ra Ta Gia Hoa Sa Thu Ru Bo Na Ro Ho Ti I Su Khi Mát Chà Ri Sa Tô. Phải đâu hùng biện đa tài, hình dung đẹp đẽ thành người thiện lương, nếu còn ganh dính ngã vương thì còn xa lắm con đường trí nhân. Đó là phổ thơ của Hòa Thượng Giới Đức. Dạ, con đã kể xong, xin gửi mic lại cho chị Cẩm Vân. Dạ, Nam Mô Bích Tha Giá, Nam Mô Thâm Ma Giá, Nam Mô Sơn Kha Giá. Con kính đảnh lễ Đức Phật, con kính đảnh lễ Giáo Pháp, con kính đảnh lễ Đức Tăng, con kính đảnh lễ Thường Hòa Minh Hiện Cùng Chư Tôn Đức. Kính đậu cô của nữ quần quý đạo hữu trong rung, con xin đọc ông bài câu pháp cú số 262. Na Wa Kha Ra Na Ma Tê Na Wa Na Bô Kha Ra Ta Gia Hoa Sa thú ru po na ro ho ti ít su ki mát cha ri sa thô na wa ca ra na mát tê na wa na pot kha ra ta giá hoa sa thú ru po na ro ho ti ít su ki mát cha ri sa thô na wa Cá ra ná mát tề ná, hoàn ná phốt khá ra tà giá hoa, xà thú hù phô ngã rô tím, ít xú kỳ mát chá ri xá thô. Không phải nói lưu lót, không phải sắc mặt đẹp thành được người lương thiện, nếu ganh tham dối trá. Bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Phải đâu hùng biện đa tài hình dung đẹp đẽ thành người hiện lương nếu còn ganh dính ngã vương thì còn xa lắm con đường trí nhân. Bản dịch của Hòa Thượng Giới Đức và Cẩm Vân đã ôm vào trong. Và con kính mời Đại Đức Pháp Tính. Sa thú lành thai, Nam Mô Bụt Tha Giá, Nam Mô Tham Ma Giá, Nam Mô Sằng Kha Giá. Con xin thành kính đảnh lễ Phật, Giáo Pháp và Chư Tăng. Cảm ơn Phật tử Như Quỳnh đã cho biết được tín hiệu là rõ. Dạ, cảm ơn quý vị. Dạ, con xin thành kính đảnh lễ đến Thượng Tọa Minh Thành cùng Chư Tôn Đức Tăng. Kính chào Phật tử Như Quỳnh, Phật tử Hoàng Nguyệt, Phật tử Cẩm Vân,
Kính chào Phật tử Châu Phan, xin ngồi nghe. Kính chào Phật tử Trần Đạo, Phật tử 8 giờ. Kính chào cô tu nữ Thâm Má Cha Ri. Kính chào cô tu nữ Ngọc Tấn. Kính chào Phật tử Hoa Nguyệt, Hồng Nhật, Phật tử Game Over. Kính chào Lư, kính chào Thi Lâm, kính chào Thiện Hành, kính chào Phạm Phu, kính chào Phật tử Ngọc Lê, kính chào học online. Kính chào Thiện Nam, kính chào Vẻ Cô Đơn, kính chào Chị Lá Rơi. Kính chào toàn thể quý vị, chúc quý vị có một ngày học Pháp online được an vui. Giờ đây thì chúng tôi xin được tiếp tục ôn lại bài kệ Pháp Cú Kinh số 262. Nawakara, dạ xin lỗi. Nawakara Namatena Wanaboka Ratayawa Sa thủ ru bô na ro ho ti it su ki ma chi cha vi sa tho na wa ka ra na ma te na wa na bo ka ra ta ya wa sa thủ ru bô na ro ho ti it su ki ma cha vi sa tho Nawakara namatena wanaboka karataya wata sathurubo narohuti isukimak charisatho. Không phải nói lưu lót, không phải sắc mặt đẹp thành người được người lương thiện nếu ganh tham dối trá. Đó là bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Bây giờ tiếp theo xin mời quý vị chúng ta đưa tay lên để ôn lại bài kệ Pháp Cú Kinh số 262. Và sa thú bàn tay của Phật tử Nhật Quân. Dạ. Quý vị nào có mặt ở trước máy thì xin mời bị đưa tay lên để ôn bài. Hôm nay sao không thấy bàn tay của ai hết vậy? Hay là mạng của chúng tôi nó bị chậm? Không biết đường nét chậm hay là chỉ có một vị Phật tử, một mình Phật tử như Quỳnh vậy? Ủa? Vậy hả? Ở sao đồng hồ của chúng tôi mới có 6:45 mà. Ồ, dạ. Nên nhiều người kể rồi. Ồ, sao đồng hôm nay có 6:45 vậy? À. Trời ơi lời. Chúng tôi mãi mê coi mấy cái vé mà đi Thái Lan cho con trai của Nhật Quỳnh. Bây giờ không tìm, chưa tìm được cái vé nào nó rẻ hết. Vừa đi vừa về là 3,2 triệu. Trong cái mùa hè vừa đi vừa về 3,2 triệu, không có vé nào mà rẻ thấp hơn nữa hết. Dạ thôi, mời cô tử Nhật Quỳnh nha. À, xa thủ, xa thủ. Sư ơi, đồng hồ sư đói bụng rồi, sư ơi, sư chỉnh lại đi sư. Dạ, sư chỉnh đồng hồ lại, đồng hồ của con giờ là 6:52 rồi bạch sư. Dạ, Nam Mô Bích Tha, dạ. Dạ, một lần nữa chúng con thành kính lãnh lễ chư tôn đức. Con kính lãnh lễ đại đức Pháp Tính, giờ quan năm vào đạo tràng, rất là hoan hỷ. Sư vào sư sung phong, sư kệ, kệ trước, nhưng mà trước mà ở sau, ở dưới đêm đen sư. Dạ, Nam Mô Bụt Tha, dạ, dạ, cảm ơn Trần Đạo, cảm ơn Hoàng Nguyệt cho Nhật Quỳnh biết được tín hiệu. Dạ, bây giờ còn bàn tay của cô tu nữ Ngọc Tấn nè, cô ấy Minh nè là chưa thôi bạch sư. Nhưng mà còn cô tu nữ Thâm Má Cha Lý thì nói đang nhờ sư Phước Hiền sửa máy, lý do cầm mic không nói, không ai nghe. Dạ, cô tu nữ Thâm Má Cha Lý nhờ đúng người rồi. Dạ bây giờ Nhật Quỳnh thấy bàn tay của em Minh và mời cô em Minh chạy trước nha. Dạ Nam Mô Bụt Tha, dạ Nam Mô Ma, dạ Nam Mô Sang Kha, dạ
Con kính đảnh lễ ơn Đức Chư Phật, kính đảnh lễ ơn Đức Giáo Pháp, kính đảnh lễ ơn Đức Chư Tăng. Con kính đảnh lễ với Chư Tôn Đức Tăng, kính lễ với Chư Nữ. Kính chào với anh chị. Con xin phép được trả bài câu cấp cứu số 282. Na quát ca na ma te bốc sa ra ta giác hòa sa thú thu bồ na rô hồ tí y su kỳ na cha rê ta thồ ma quát ca ra ma man te na quán na bông ca ra ta giác hòa sa thú thu bồ na rô hồ tí Isu ki man cha ri sa thô, không phải nói lưu loát, không phải sắc mặt đẹp, thành được người lương thiện nếu ganh tham dối trá. Bản dịch của Hòa Thượng Minh Châu. Na quan ca ra na ma te na, quan na bon ca ra ta gia quả, sa thủ ru bô na go ho ti. Isu ki mang cha ri sa thô na quát ca ra na ma te na quan na bốc ca ra ta gia quả sa thú du bồ na rô hồ tí isu ki mang cha ri sa thô phải đâu hùng biện đa tài hình dung đẹp đẽ thành người thiện lương nếu còn ganh dính ngạ vương thì còn xa lắm. Cấm con đường trí nhân phụ thơ của Hòa Thượng Giới Đức và kính dân nước lại đầu tràng. Dạ, sa thú kính cảm ơn cô Ai Minh. Dạ, một lần nữa con thành kính đảnh lễ Chư Tôn Đức Như Quỳnh kính chào đạo tràng. Dạ, con xin được bài pháp của kinh số 262. Na quát kha ra na ma tề na hoà na bốc Karata qua giờ gia hòa xà thu rượu rù bồ na rồ hồ ti ích su kỳ ma cha rì sát thô na hòa karama tề na hoành na phóc karata gia hòa xà thu rù bồ na rồ hồ ti ích su kỳ ma cha rì sát thô Na wa karana ma te na wan na pok karata ya wa sa thuk ru bo na ro ho ti ích su kỳ ma cha rì sát thô không phải nói lưu ló không phải sắc mặt đẹp thành được người lương thiện nếu ganh tham dối trá và đây là bản chuyển ngữ của ngài hòa thượng Minh Châu Na wa kara na ma te na Quán na bốc kha ra ta gia quả xà thủ ru bô na rô hô ti ít su khi ma cha rì sa thô na qua kha ra na ma tê na Quán na bốc kha ra ta gia quả xà thủ ru bô na rô hô ti ít su khi ma cha rì sa thô phải đâu hùng biện tài hình dung đẹp đẽ thành người thiện lương nếu còn ganh dính ngã vương thì còn xa lắm con đường trí nhân và đây là bản phổ thơ của hòa thượng Giới Đức con thành kính đảnh lễ tri ân Chư Tôn Đức Nhật Quỳnh kính cảm ơn đạo tràng dạ sa thú đành thai chúng con thành kính đảnh lễ tri ân thầy đức tính đã từ bi cùng chúng con ông bài pháp cú kinh số 262 Nhật Quỳnh kính cảm ơn cô Ái Minh, Cẩm Vân, Xích Trần Đạo, Xích Tâm Phương. Đã hoan hỷ lên kệ kinh. Dạ, bây giờ thì chúng con đã đến giờ học bài mới. Con xin thay mặt đạo tràng thành kính đảnh lễ cung thỉnh Đại Đức Pháp Tính, từ bi hoan hỷ đăng đàn để chúng con được học từ vựng câu pháp của kinh số 283. Dạ, bây giờ sư có nghe được âm thanh con không bạch sư? Sớm 2 phút, nhưng mà hết người đưa tay rồi bà sư, bữa nay số khá cũng không có vào. Dạ, con kính dân mít đến sư, Nhật Quỳnh kính chúc đạo tràng, một buổi học pháp được an vui tiến hóa. Con kính dân mít đến sư ạ.
Sa thú, sa thú lành thai. Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Con xin thành kính đảnh lễ Đức Phật, giáo pháp và chư tăng. Con kính đảnh lễ đến tường tọa Minh Hành cùng chư tôn đức tăng, kính chào đại chúng ở trong room. Bây giờ thì tiếp tục chúng ta qua phần lại bài cũ rồi thì sẽ bắt đầu học bài mới. Đó là câu kệ Pháp Cú Kinh số 263. Như thường lệ, chúng tôi sẽ đọc qua 3 lần, sau đó sẽ đi vào phần thích nghĩa từ vựng. Giác xá chê tăng, xá múc chinh năng. Giác xá chê tăng, xá múc chinh năng. Giác xá chê tăng, xá múc chinh năng. Mù lá khách chăng, xá mù há tăng. Mù lá khách chăng, xá mù há tăng. Mù lá khách chăng, xá mù há tăng. Sa quan tát đồ sô mê tha vi. Sa quan tát đồ sô mê tha vi. Sa quan tát đồ sô mê tha vi. Sa thú rù bồ tí quốc chá tí. Sa thú rù bồ tí quốc chá tí. Sa thú rù bồ tí quốc chá tí. Kính thưa quý vị, bài kệ này được bắt đầu từ giác xá. Giác xá có nghĩa là vị ấy. Giác xá có nghĩa là vị ấy. Chê tăng. Chê tăng. Ở đây chê tăng thì chúng ta phải nó phải viết sát vô ra chúng ta mới hiểu được cái nghĩa nha quý vị. Có nghĩa là do chá mà cộng với ê tăng. Chá mà cộng với ê tăng thì khi mà ê mà gặp, khi mà á mà gặp ê thì nó chỉ còn lại chữ ê thôi, nó bị mất chữ á đi, thành ra nó là chê tăng và chá cộng với ê tăng. Vậy thì chá có nghĩa là và, chá có nghĩa là và, ê tăng, ê tăng có nghĩa là điều này. Ê tăng có lại nghĩa là điều này. Ê tăng có nghĩa là điều này, đúng rồi. Samuchinang có nghĩa là đã được cắt lìa. Samuchinang có nghĩa là đã được cắt lìa. Samuchinang đã được cắt lìa. Rồi, kế tiếp ở dòng thứ hai, chúng ta cũng có một cái hợp từ mù lá khách chăng. Mù lá khách chăng có nghĩa là gốc rễ nhổ bỏ, hay là nhổ bỏ gốc, nhổ bỏ gốc rễ, nhổ bỏ gốc rễ. Mù lá là gốc rễ, khách chăng là nhổ bỏ. Mù lá khách chăng, nhổ bỏ gốc rễ. Mù lá khách chăng, nhổ bỏ gốc rễ. Sa mù há tăng có nghĩa là hoàn toàn nhiệt tình. Sa mù há tăng hoàn toàn nhiệt tình. Sa mù há tăng hoàn toàn nhiệt tình. Xá cũng có nghĩa là vị ấy. Xá cũng có nghĩa là vị ấy. Xá vị ấy. Quan tá đô sô. Quan tá đô sô có nghĩa là thanh lọc sân hận. Hay là diệt trừ sân hận. Quan tát đô sô, thanh lọc sân hận.
Metavi. Metavi là bậc trí. Metavi là bậc trí. Sa thú rubo, sa thú rubo có nghĩa là sắc tốt. Sắc tốt, sa thú rubo có nghĩa là sắc tốt. Ý tí có nghĩa là tuy nhiên hay là thật vậy. Ý tí có nghĩa là tuy nhiên hay là thật vậy. Vút chá tí, vút chá tí có nghĩa là được gọi. Vút chá tí, được gọi. Dạ, xà thủ lần thai. Vậy thì chúng ta đã lướt qua được phần từ vựng rồi. Cảm ơn Phật tử An Minh rất nhiều. Giác xá chê tăng, sá mút chinh năng. Mù lá khách chăng, sá mù há tăng. Sá quanh tác đô sô mê tha vi. Sa thú ru bồ tí vút chá tí có nghĩa là ai cắt được phá được tận gốc nhổ tâm ấy, người trí ấy diệt sân, được gọi người hiền thiện. Đó là bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Và sa thú lành thai, bây giờ thì một lần nữa xin thành kính đảnh lễ đến chư tăng, kính chào đại chúng ở trong room. Tiếp theo là phần thuyết giảng duyên sự và ý nghĩa của Thượng tọa Tuệ Quyền. Mà giờ đây thì chưa thấy Thượng tọa Tuệ Quyền online. Lúc chiều chúng ta đã báo cho Thượng tọa Tuệ Quyền rồi. Thượng tọa Tuệ Quyền có sa thú lành thai. Sa thú lành thai mà giờ này chưa thấy vào. Chắc có lẽ là chúng tôi sẽ vào. Thành ra quý vị chờ tí xíu. Thượng tọa Tuệ Quyền thì đón lễ Phật đản rất là sớm, thành ra bây giờ thì lo chuẩn bị chuẩn bị đèn đuốc để đón Hoa Đăng rồi quý vị. Thật sự ra đó thì có nhiều lúc thấy cũng rất là tội các vị trụ trì, vào cái mùa lễ đó thì phải chuẩn bị đèn đuốc nhiều lắm quý vị. Phải nói rằng như Thượng tọa Tuệ Quyền thì cái công mà bỏ ra để mà treo đèn xung quanh chùa, chùa lớn quá, treo đèn xung quanh chùa quý vị biết rằng rất là nhiều, và treo đèn nhiều lắm, chắc Thượng tọa Tuệ Quyền nhớ, thành ra treo đèn nhiều lắm quý vị, cái công sức bỏ ra nhiều, mà có khi thì Phật tử đi đến thì cũng rất là ít, thấy cũng rất là tội nghiệp. Nhưng mà chúng tôi nghĩ là thôi, mình có khả năng làm được như vậy cũng tốt. Nếu mà không có Phật tử đi thì mình cũng cúng, coi như là cúng dường. Cúng dường ánh sáng, đèn đuốc để mà kỷ niệm cái ngày lễ tam hợp. Phải nói là hiện giờ thì tất cả tăng tín đồ ở trên Phật giáo, ở trên toàn thế giới đang như là đang rất là hoan hỷ để chờ đón cái ngày lễ tam hợp. Thành ra chùa nào mà có người cúng dường đèn đuốc thì cũng đỡ lắm quý vị. Có người nào mà lo nhiều về cái chuyện này cũng được lắm. Để chúng tôi điện cho Thượng tọa Tuệ Quyền. Dạ, dạ, dạ. Ông Bích Thái, dạ. Dạ, xa thú, xa thú. Kính đảnh lễ tri ân. Đại Đức Phật Tính đã từ bi, hoan hỷ triết nghĩa từ vựng câu pháp của kinh số 263. Dạ, cũng con thành kính tri ân sư.
con xin phép được đỡ mic để cho sư điện thoại cho thượng tọa Tế Quyền. Và trong khi đỡ mic, con cũng chia sẻ ngày hôm qua ở ở chỗ con, nhưng mà hồi sáng ở Việt Nam con có đến đến chùa Pháp Luân dự lễ Vê Sắc, nhà rất là vui và rất là hoan hỷ. Và trong này con thấy có thượng tọa Minh Hạnh và sư Pháp Tính, và con nghĩ chắc cũng có những vị ẩn ních nhà. Con chia sẻ và ngày hôm qua là con đi đến chùa rất là vui. Dạ, cô Ngọc Tấn có nghe không? Dạ, thấy cô chạy ra chạy vào, không biết cô có nghe không? Dạ, Nhục Quỳnh xin đỡ mic một xíu để sư điện thoại nhắc nhắc thượng tọa Tề Quyền. Dạ, bà sư, rất là vui bà sư. Ngày hôm qua con đâu có kịp mở nhạc kinh để nóng rung đâu. Dạ, sư Pháp Tân vừa xuống mic là con đóng nó rung một cái cục. Dạ, là con chạy liền đó bà sư. Dạ, con chạy liền đến đó, tại con có hẹn người nhà rồi, nên con chạy liền đến đó cái là, dạ, con chạy liền đến đó cái con là vừa tới là quý sư sư Cát Đẳng vừa thỉnh chư tăng để đi ra hội trường. Dạ, cũng đông lắm, dạ, cũng được đông quý sư, dạ, và Phật tử cũng rất là đông, tổ chức rất là hoành tráng, nhưng mà thiếu sót một điều là đáng lẽ là ngày hôm qua là nằm để khánh thành bảo tháp thờ Xá Lợi, dạ, mà Đức Tăng Thống ở bên Tích Lan là ngài sẽ đem hộp Xá Lợi đến để lên cái bảo tháp đó mà sư, nhưng mà ngày hôm qua là ngài Tăng Thống bị bệnh nên là tổ chức rất là hoành tráng nhưng mà lại không có được khánh thành bảo tháp, lý do là chưa có Xá Lợi, dạ, còn chỉ tổ chức lễ Vê Sắc ở trong chùa thôi, nhưng mà rất là đông vui. Dạ, con thành kính đảnh lễ thượng tọa Tề Quyền vừa quang lâm vào đạo tràng. Dạ, con sư nghe được âm thanh con chưa bà sư? Nếu sư nghe được âm thanh của con thì sư cho con một tín hiệu. Dạ, xà thú lành thai, con xin thay mặt đạo tràng thành kính đảnh lễ cung thỉnh thượng tọa Tề Quyền từ bi hoan hỷ đăng đàn để chúng con được học duyên sự và ý nghĩa câu pháp của kinh số 263. Nhật Quỳnh kính chúc đạo tràng một buổi học pháp được an vui tiến hóa. Con kính dâng mic đến sư. Nam mô Bụt Thầy Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Khai Giá. Dạ thưa thì chúng được nghe rõ không? Rồi cảm ơn quý vị. Chúng con kính lễ đến Đức Phật, đến giáo pháp và chúng tăng, kính lễ đến tổ minh hành để Đức Phật tăng ra điện trung tâm tăng chào những quý tu nữ cùng chúng Phật tử. Dạ, xin cáo lỗi quý vị, cứ chờ nó hơi chạy một chút xíu, bởi chúng tôi có cái việc đột xuất một chút xíu. Và khi ngoài xong xuôi thì có việc ngay cái giờ này. Dạ, dạ xin cáo lỗi quý vị. Bắt đầu vào thời giảng Arahant Samma Sambuddho Pakkawa Puttang Pakkawan Tang Apiwa Dem Swakato Pakkawata Thammo Thammang Namasami Supatipanno Pakkawato Savaka Sangho Sangkhang Namami. Chúng đệ tử xin nghiêm tịnh thân khẩu ý tán dương ân đức Tam Bảo là Phật Bảo, Pháp Bảo và Tăng Bảo, nguyện nhờ quy lực Tam Bảo hàng giáo hội đứng trước tục được tăng quý tu nữ luôn được an lạc trong chánh pháp. Nam mô Bụt Thầy Giá. Và kính bạch quý ngài, kính thưa quý vị, hôm nay chúng ta học câu pháp cú số 262, cũng là liền kề của 263, là liền kề 262 cùng một tích truyện. Tích truyện thuật lại tức là hai vị tỳ kheo ganh tị với các vị trưởng lão. Có vị tỳ kheo họ ganh tị với một vị trưởng lão và họ bạch trình lên Đức Phật. Thì sự thật ra thì cái việc này thì nhờ các vị sa di họ đến ở đó để họ học, sau đó họ hầu hạ các vị, thì hầu hạ như các vị trưởng lão, như điều mà không có hầu hạ vị này, thì thế là có cái tâm ganh tị và cái sự bực bội, cái sự khó chịu. Thì như chúng ta biết là cái bài kệ thứ nhất á, thì nó như đó là hôm qua chúng ta đã học, hôm nay chúng tôi chỉ nói đến cái bài học này. Thì có thể nói là cái câu pháp cú hôm nay quý vị bót lại dùm cái câu pháp cú ạ, câu pháp cú chính nghĩa đó. Dạ, mô Phật.
Đây thì hòa thượng Giới Đức chỉ là nó cắt trọn mọi thằng thúc ganh tị bướng rốc mọi căn diệt sân tâm thanh tịnh như vậy đó, thì cái đó chính là cái câu mà cái câu số số 63 mà chúng ta học hôm qua. Chúng ta biết là phải do tài hùng biện, chẳng phải đẹp đẽ sắc diện mà thành được người hiền thiện, nếu tâm còn ganh tị ích kỷ kiêu căng. Hôm qua thì cái câu này nó nói sắc nghĩa hơn, còn ở đây có nghĩa là cái câu hôm nay là ai là người cắt được tâm ấy, gốc rễ được đào lên hết trí tuệ, trừ sân hận mới xứng hiền thiện vậy. Cũng như là hòa thượng đã dịch ra, ai cắt được phá được tận gốc nhổ tâm ấy, người trí ấy diệt sân được gọi hiền thiện. Thì kính thưa quý vị, có thể nói rằng là ở trong cái có thể nói rằng là ý nghĩa của cái bài của cái bài hôm qua đó, thì nói lên một cái điều mà không phải là do cái hùng biện, không phải là do cái nói nhiều hay là cái được mà nói cho người ta nghe mà người ta tâm phục, hay nói cho người ta nghe mà người ta vui, người ta thích, như vậy đó mới gọi là cái bậc hiền thiện tốt đẹp đâu. Mà ở đây cái câu này chính là cái câu sau Đức Phật khẳng định cái giá trị tu tập, cái giá trị thành tựu, tức là ai là người mà chúng ta thấy giết được cái gì, nhổ tận phá được tận được cái sân, thì được gọi ấy gọi là người hiền thiện. Trước nhất xác định người mà diệt được sân thì cái thứ việc đó chính là cái vị Tư Đà Hàm ở các trường sân, có thể là giảm nhẹ dục ái và sân, nhưng có thể nói rằng lên tới đó là yên rồi, thì qua tới tam quả thì vẽ còn không còn sân một cách tuyệt đối, chỉ giảm nhẹ dục ái và sân, còn qua tới tam quả thì xem như là vẽ không còn sân. Thì ở đây chúng ta thấy cái người nào mà có sân, người đó sự thật ra là phàm phu, là rất dễ thấy. Và nếu như là một các bậc thánh thì các ngài có khởi lên thì nó rất là nhẹ nhàng, không phải là như cái sự sân si, cái sự bực bội mà người ta phát hiện. Chúng tôi có nghe kể một câu chuyện mà bảo như chúng tôi đã kể cho quý vị nghe rồi đó, như có kể chưa? Chúng tôi lên ở trên Buôn Ma Thuột, tôi lên Buôn Ma Thuột thì chúng tôi có nghe một cái Phật tử họ kể có một thiền sư nào đó qua và xác chứng cho một cái nữ Phật tử đó là chứng đắc A La Hán trong khi hành thiền. Sau khi hành thiền xong, vị ấy xác chứng cho vị này là chứng đắc A La Hán, thì Phật tử họ cũng giật mình, họ mới hỏi xét là hỏi là ủa cái đầu họ thấy cái cô nữ Phật tử này họ sân, thì họ mới đi đến họ hỏi cái vị thiền sư đó, hỏi cái thiền sư thì sư nói cho ngài, thì ngài nói rằng vị này nếu mà vị này vị tính nữ đó là chứng đắc đến cái tầng tam quả rồi, mà theo con biết á thì tam quả nó không còn sân, tại sao vị này sân? Thì bắt đầu vị thiền sư nó mới nói thì lúc đó chứng thì bây giờ không còn nữa. Thì nói như vậy là chúng ta thấy không có được, mà phải là chứng dứt cái sân hận là phải bị tam quả chấm dứt, còn mà giá trị đó không còn thì giá trị tuyệt đối chứ không phải là giá trị tương đối. Chúng ta nhớ rõ như vậy. Nhưng ở đây cái tâm sân là một cái tâm nóng nảy, bực tức, khó chịu, mà cái tâm sân đứng trên tinh thần tu tập đó chính là một sự hủy diệt đối tượng, nó không chấp nhận cái đối tượng. Cho nên khi mà người ta bằng cái lòng sân hận thì người ta sẽ phá hủy tất cả những cái điều mà người ta biết bao nay người ta đã xây dựng lên, biết bao nay mà người ta bỏ công bỏ sức ra để mà người ta làm, người ta xây dựng, mà nhiều khi nóng giận một chút xíu chúng ta thấy là có thể chết người, là có thể hư hao, là có thể đổ tháo tất cả. Cho nên vì vậy cái sự sân nó rất là nguy hiểm, bởi vì cái sự sân hận này của tất cả chúng sinh nó đã là muôn kiếp, không phải ngày hôm nay,
mà chúng ta phải có cái gì? Chúng ta phải có một cái hiểu biết căn bản tốt đẹp về cái tinh thần của cái gọi là cái sân. Cái gốc rễ của nó chính là cái gì? Cái từ cái si, từ cái chỗ mà chúng ta nghĩ là trời ơi no quá mất khôn mà giận, đó là cái mà no quá mất khôn, giận quá mất, coi như là no quá mất ngon, giận quá mất khôn. Chúng ta lo no quá thì chúng ta chết. Mà làm sao để tu tập và để chuyển hóa cái gọi là cái giận dữ, cái bực bội, như là có một vị tỳ kheo đó mà ganh tị đối với các vị trưởng lão. Từ cái chỗ mà bực bội khó chịu, cái sự ganh ghét, cái sự ganh tị, cái sự đố kỵ đó, nó chuyển qua tới cái gì? Tới cái ngã chấp, đến cái sự bực bội, đến cái sự khó chịu, so sánh thấy mình không có được như người ta mà không chấp nhận. Và không chấp nhận đó, nó vừa có cái sân mà nó vừa có một cái tham. Tức là trong cái chấp ngã đó chính là nghĩ rằng mình bị tổn thương, nghĩ rằng cái ngã mình nó mình bị cái tư cách của mình, cái sĩ diện của mình, cái con người của mình nó bị một cái đau khổ như vậy. Thì người sân nó cũng như người điên. Nếu như hiểu biết trên một cái tinh thần mà tu tập á, thì người sân cũng như ví dụ một người điên. Mà chính thưa quý vị, cái người điên á, người ta điên cuồng, người ta không kiềm chế được cái ý thức của người ta, từ cái hành động, từ cái việc làm của bản thân. Mà chúng ta là người tu tập mà chúng ta lưu trữ, giữ gìn cái sân đó nó quá nhiều là chúng ta chết. Mà ở đây, cái sự sân đó, như chúng ta thấy trong đời sống bình nhật, người ta hận người ta thù, người ta ghét. Khi một người nào đó là đau khổ, làm cho người ta mất mát tâm tư, tình cảm, tiền của, vật chất, danh địa vị, vân vân, thì tất cả những cái gì mà người ta bị mất đi, thì có thể nói tâm của người ta không thể nào chấp nhận và không thể nào chịu nổi được. Mà khi không tâm không chấp nhận, tâm không chịu nổi, thì quý vị có biết là làm những cái điều nó hết sức là nguy hiểm. Thì Đức Phật ví dụ như là cái sự sân nó như cái than hầm vậy đó. Cái than hầm này, cục than này á, nó ngâm, nó tẩm trong một thời gian. Mà khi đó bắt đầu đến một lúc nó sẽ bừng lên và nó sẽ phát lên. Và có thể nói một cách căn bản hơn, cái sự sân này nó làm tê liệt tất cả các ý thức, hay là làm che mờ cái trí tuệ, do vô minh nó dẫn đầu, che mờ cái trí tuệ, mà chúng ta gọi theo cái từ bên ngoài kêu là che liệt, che cái ý thức đi. Cho nên đó, họ bắt đầu họ đi từ cái này, họ đi từ cái bực bội này, từ cái bực bội nó khó chịu đó. Mà ở trong kinh cũng như cũng là pháp cú này, nati ra ca sa mô ti, nati do sa sa mô ca lít, nati khan ta sa ma đúc kha, nati khan ti parang su khan. Không có lửa nào bằng lửa tham ái, không có lỗi nào bằng lỗi sân hận, không có cái khổ nào bằng khổ quẩn, chỉ có niết bàn là tịch lạc. Cái lỗi lớn nhất chính là lỗi sân hận, cái lửa tham ái thì nóng vô cùng rồi, mà cái lỗi đó chính là cái lỗi sân hận. Mà chúng ta là người tu tập, có thể nói rằng còn đang trong quá trình tu tiến, không thể nào và không dễ dàng mà chúng ta có thể diệt trừ hay chúng ta vượt qua được cái sự sân hận. Ngoại trừ nếu chúng ta biết cái sự nuôi dưỡng từ tâm, bi tâm, hỷ tâm, xả tâm, và đặc biệt tức là trong cái từ tâm, trong cái hỷ tâm, trong cái xả tâm mà chúng ta biết, chúng ta biết tu tập để chúng ta biết làm cho nó giảm bớt đi. Cái lòng sân này nó cũng như chúng ta phải cùng được ví dụ như là thuốc giảm đau. Nếu chúng ta đang đau nhất quá thì chúng ta phải uống thuốc giảm đau cho nó đỡ đau nhất. Thì cũng vậy, nếu như mà chúng ta sân hận bực bội, chúng ta khó chịu,
thì chúng ta phải lên khởi lên cái từ tâm, thì thôi kệ, chúng ta tội nghiệp họ đi, thôi kệ đừng trả thù họ, thôi kệ đừng cả đừng có phải mà câu thúc bực bội khó chịu, đừng ghét bỏ họ đi. Đức Phật nói thương phải xa mà ghét phải gần, cho nên thôi đừng có thù hằn, đừng có ghét bỏ họ. Thường thường chúng tôi dạy hay chúng tôi thuyết giảng gì, chúng tôi nói có thể nói rằng là chúng ta có thể tha thứ tất cả mọi thứ cũng như quý vị, nhưng có những người lại nói rằng có một chuyện tôi không bao giờ tôi tha thứ, đó là ai? À đó, tức là cái gì? Người A, người B, người C đó. Tại vì họ đã bỏ tôi, bởi vì họ đã phụ tình tôi, họ đã làm cho tôi đau khổ vân vân, nguyện đời đời kiếp kiếp tôi không bao giờ gặp họ, và tôi sẽ hận thù họ, coi như gặp gặp ngó lơ, cứ như chưa hề quen nhau. Thì kính thưa quý vị, chúng tôi nói nếu quý vị hiểu biết được cái nghiệp quả Phật pháp, quý vị sẽ thấy nếu như dùng cái từ bi mà để xóa bỏ hận thù thì nó sẽ được, mà dùng cái lấy oán trả oán, chúng ta nghĩ rằng người kia sẽ đau khổ vô cùng, chúng ta cho là như vậy, nhưng kính thưa quý vị, chúng ta đã sai, chúng ta đã bị xui xẻo, đã bị cái nghiệp và từ bi tiền thân. Bây giờ chúng ta đang chết đây, chúng ta đang khổ đây, mà ngay cái kiếp này chúng ta đã gặp rồi, sợ quá sợ rồi, mình nghĩ rằng đời đời kiếp kiếp mình không bao giờ gặp nữa, mình mang đi một cái nỗi bực bội khó chịu hận thù này, thì tôi khẳng định rằng với quý vị, nếu hiểu biết tinh thần Phật pháp thì chắc chắn rằng chẳng những quý vị không tránh được mà lại sớm gặp. Lại sớm gặp nữa. Tại sao như vậy? Tại vì Phật nó thương phải xa mà ghét phải gần. Ở đời này nó bất thuận miệng lắm. Cái gì mà chúng ta trân quý, cái gì mà chúng ta vừa lòng, khải kỵ khải lạc, nó sẽ trôi xa tầm tay chúng ta. Mà cái gì mà nó khó chịu bực bội, cái người mà chúng ta cần á, thì nó hiện hiện trước mắt. Cái đó mới chính là chúng ta thấy cái nó khổ hay không. Mà sự tình của chúng sinh là như thế. Bây giờ chính chúng tôi đã biết được như vậy, và chúng tôi cũng gặp như vậy. Quý vị đã biết như vậy bởi vì cũng gặp như vậy, chứ không phải là chỉ có gì gặp mà chúng tôi không gặp, mà chúng tôi gặp cũng vì không gặp. Tất cả chúng ta đều gặp. Cái thương phải xa mà ghét phải nó bị gần. Những người xung quanh mình, kề bên mình không thích họ, không thích mình mà phải gặp hoài. Vậy chẳng hạn như mỗi người nó có mỗi cái chuyện riêng, mỗi cái chùa nó cũng mỗi cái khổ riêng. Có một cái người ta gần kế bên chùa, người ta ghét thì không ghét, nhưng mà người ta thôi được cái, người ta đố kỵ với chùa nó từ thời gian này qua thời gian nọ. Mà đầu tiên thì chúng tôi tìm mọi cách để chúng tôi quá trị. Nếu mà chúng tôi bình thường, có cho họ đạt điều, đạt chuyện như thế này, như thế kia, có nghe rằng mình chết và chùa cháy thì có người ta mới vừa lòng. Nhưng điều rồi, rồi sau đó, nhưng này có một điều tệ, họ gặp mình rất là ngại, rất là sợ. Thì cái điều đó chúng tôi nghĩ, không kể, đừng có suy nghĩ, họ cứ cho chúng sinh này, cũng như mô Phật mình đang đối nghịch để mình tu tập. Chứ mình đừng có mang một cái sự hiềm hận, một cái sự bực bội, một sự khó chịu. Thì đó chính là cái điều mà chúng ta không thể nào mà chúng ta vượt qua được. Đó cũng chính là những cái bực bội, những cái khó chịu khi mà tâm muốn việc khởi lên. Chúng ta nhớ một người nào đó nói những câu chúng ta đau khổ, nói những câu chúng ta đau lòng. Thì nếu là một người trí tuệ, hãy cảm ơn người ta. Hãy dùng cái tâm xã người ta, dùng cái từ tâm với người ta, nhờ người ta mà chúng ta nên người, nhờ người ta mà chúng ta được cái sự tốt đẹp. Có những con người rất là anh minh, rất là tốt đẹp.
chúng tôi có đọc một cái câu chuyện của diễn viên Châu Nhuận Phát á, đó ta đi làm nghèo khổ lắm, nhà nó ở nông thôn bắt đầu ra thành thị, bắt đầu đi làm các cái nghề nghiệp. Cái một hôm ta xin vào rửa xe, để làm một cái rửa xe, lau chùi xe hơi á, thì quý vị biết cái một hôm ông ta đang đụng vô cái xe thì có một người giàu có đó, người ta bước tới á, người ta nặng lời, người ta nói á, cả đời mày cũng chưa thấy, cũng chưa có được cái xe này nữa. Mày lao thì sao, mày làm sao, đừng có hư xe tao. Thì người nghèo cũng có cái giá trị của người nghèo chú quý vị. Thì lúc đó trong những phát buồn, trong những phát mới lấy cái điều đó, mới nghĩ rằng bây giờ cuộc đời mình sẽ không chấp nhận mình phải bị nghèo khổ nữa, mà mình phải cố gắng, mình học hành, mình cố gắng mình vượt thoát cái nghèo của mình. Thì sau đó ông ta thành công. Và ông ta kể lại rằng đã ra thì ngày hôm nay thì tôi đã thật sự có điều kiện, nếu tôi không giờ có cái sự oán trách với cái người đó, mà cảm ơn người đó là nhờ người đó mà tôi đã có như thế này. Thì nói như vậy để chúng ta biết là ở trong cuộc đời này có những người nói như vậy, nhiều khi chúng ta sẽ được tốt đẹp hơn. Hay là nhờ phiền não, tức là để cảnh của chúng ta tu hành, có những người người ta nói cho mình, người ta nhắc hay là người ta xem thường mình, người ta không có cho rằng mình là một con người gì cả. Thì quả thật nếu như chúng ta có một cái lòng tự cảm thì chúng ta phải vượt qua cái khổ sầu đó. Đây là một điều mà chúng tôi cũng thường nói với các sư, với các thầy, với các con. Khi mà dạy, chúng tôi nói mình là một người tu, cái điều trước nhất là không phải học cao hiểu rộng gì lớn lao, nhưng phải có một tri thức và có tư cách, có đạo đức của người tu. Chứ nếu như mà người ta chửi mình, người ta mắng mình có thể mắng chửi lại, nhưng chúng ta không mắng, không chửi lại, mà chúng ta phải thể hiện cái tư cách nó đàng hoàng. Và chúng ta thể hiện cái gì? Cái giá trị của người tu là không phải đôi co, không phải cự nữ, không phải hơn thua bằng những cái lời nói, mà chúng ta chấp nhận. Tại sao vậy? Chúng ta hiểu được á, mà chúng ta biết nhịn được, đó là cái hay. Còn quả thật chúng ta chả có hiểu cái gì hết trơn. Người ta chửi mình, người ta nói móc mình, người ta nói xiên, nói xỏ mình, mình cũng không hiểu, ồ cạp cạp, coi như là không biết gì hết. Thì những người đó phải nói là khủng khiếp. Có một số người cái khen phím nhã mà người ta cũng cảm thấy vừa lòng. Cái khen mà để mà coi như là lưỡi câu hay là cái bàn tay sắt bột nhung á, họ không hiểu, mà đến khi người khác nói cho họ nghe thì họ cảm thấy họ bực bội. Thì những con người đó thì chúng ta không nói, quá kém trí tuệ. Và cái sự im lặng của họ nó cũng không là cái gì. Mà còn người chúng ta hiểu biết chính là cái đau khổ, chúng ta hiểu biết chính là nhiều cái điều mà bực bội khó chịu, nhưng chúng ta vẫn phải có một cái gì, có cái sự nhìn. Nhìn để làm gì? Tại sao phải nhìn như vậy? Kính thưa quý vị, bởi vì nhìn để cho mọi việc nó được yên ổn. Trước nhất là cái gì? Mình yên, tất cả mọi cái đều yên. Ở trong xã hội này, cái sự bực bội, cái sự khó chịu chỉ là một lời nói mà cảm thấy bực bội, người ta có thể giết nhau, người ta có thể làm, có thể chết người. Chúng mình thấy khủng khiếp chưa? Chỉ một lời nói thôi, chỉ một việc làm, chỉ một mà người ta phải làm cho biết bao nhiêu điều đau khổ. Đây là cái điều mà chúng ta phải có một cái sự suy nghĩ. Tại sao như vậy? Bởi vì họ chưa biết được cái nguy hại của cái tâm sân này, của cái sự bực bội, của cái sự khó chịu, của một cái sự ganh tị, của một sự bỏng sẻn. Mà cái gì xấu nhất
trong tư cách của con người quý vị không? Cái lỗi nặng nhất như hồi nãy chúng tôi nói câu Pháp Cú, cái lửa ái, cái lỗi sân, cái khổ quẩn á, thì chúng ta biết khi chúng ta có cái sân, cái người có cái tâm sân nhiều phá hủy tất cả những gì đẹp đẽ nhất, những gì tốt đẹp nhất, mà đúng phải nói là đúng củi 3 năm mà đốt 1 giờ, đó là nói đến cái chuyện mà vô tình có sự sân hận, đó chính là cái gì, cái tánh xấu nhất của con người, đó tức là ganh tị, và thứ hai bỏng sẻn. Cái sự ganh ghét này chính là cái lòng sân hận đố kỵ, mà cái sự sân hận đố kỵ đó mà chúng ta biết đời đời kiếp kiếp chúng ta không biết diệt trừ cái lòng sân hận đó, chúng ta không biết mở cái tâm của mình, chúng ta hay luôn luôn đừng ganh, đừng ghét. Họ có là do cái duyên, cái phước của họ, cái may mắn của họ, cái thuận duyên của họ, chúng ta không có bởi vì chúng ta thiếu phước. Tâm của chúng ta nó ti tiện, đừng khởi lên cái lòng sân này, đừng khởi lên cái sự ganh tị này, chúng ganh cũng không được cái gì. Rồi mình dùng một cái lời nói xa gần để mà mình phải nhổ người ta, mình chà đạp người ta, nó cũng chả có được cái gì. Mà chính chúng ta tự cảm thấy xấu hổ, cảm thấy thối miệng đối với chính mình khi mà mình có cái sự ganh tị. Rồi từ cái sự ganh tị đó với họ, bắt đầu mình dìm họ, tức là mình bắt đầu mình nói xấu người ta, và chúng ta đặt điều đặt chuyện vân vân, cái chuyện rất nhỏ mà xé ra to, thì ở đó cái cơ tánh của chúng ta đã thua người ta từ ngay lúc này, và tương lai chúng ta cũng không bằng người. Hãy bằng cái sự suy nghĩ, bằng cái tâm trí tuệ nghĩ đến cái nghiệp quả, phải biết quan hỷ tùy hỷ với cái việc của người, và phải biết nếu như mình không bằng người, mình không được tốt đẹp, thì thôi mình cố gắng mình tự minh, mình làm sao mình nuôi dưỡng, mình làm sao mình tạo các công đức để chúng ta được yên ổn ở tương lai. Hay hoặc ngay cả chúng ta bằng người hoặc hơn người, thì chúng ta phải cố gắng chúng ta tu, hay chúng ta cố gắng chúng ta làm các cái thiện sự tốt đẹp. Đây là giá trị sự thật, chứ không thể nào mà dùng cách này cách nọ để mà chúng ta có thể ám toán, hay chúng ta có thể hại người ta, mà do chỉ có cái gì, chỉ cái lòng sân thôi. Mà cái điều này rất là khó, nhưng phải tập. Bởi vì cho nên cái sự hoan hỷ là một việc, và cái sự tu thứ hai nữa là tùy hỷ, đó chính là quy nha kiến giáo quá thuốc, tức là cái gì, là cái phước lành tốt đẹp đó. Tức là bố thí trì giới tu tiết cung kính phục vụ thuyết pháp thính pháp hồi hướng công đức, tùy hỷ công đức, hay hoặc là vui việc, vui cái chuyện của người, chúng ta nói chia vui, hay là cùng vui, đồng vui với người, hơn là chúng ta cảm thấy họ hơn mình. Có nhiều người thí dụ như họ được cái may mắn, họ được cái đổ đạt, họ được cái thuận may thuận duyên, có những người họ cũng mời bè bạn đến để cùng chung vui, thì như có những người xấu xí hèn hạ họ không tới dự, họ cảm thấy rằng họ đố kỵ với những người đó, thì những con người đó nên tránh xa. Bởi vì sao vậy? Hay là những có những cái việc làm mà người ta phải nói rằng là quan tâm đến cái chuyện chung, hay là người ta làm cái việc căn bản tốt đẹp, mà bởi vì chúng ta ghét, chúng ta nói tôi ghét người đó cho nên tôi không làm, và tôi không thích người đó cho nên tôi không làm. Chúng ta nói cách này thế nọ thế kia, nhưng kính thưa quý vị, cuối cùng có một điều nó quan trọng vô cùng là chúng ta không có cái tâm quan hệ tùy hỷ ở trong mọi vấn đề, ở trong mọi chuyện, thì tất cả cái giá trị đó nó đều vô nghĩa. Những việc gì chúng ta làm, những việc gì chúng ta có thể làm hoặc là có thể giải quyết vấn đề đó, thì nó đều là vô nghĩa hết. Bởi vì sao vậy? Tất cả cái sự tu tập, tất cả cái sự làm việc của chính mình là do mình có một cái chuyên tu, có cái sự cố gắng hay không.
Và chúng ta nhớ, cũng quá nhiều đau khổ rồi, nó không là lạ, cũng quá nhiều đau khổ quá rồi, cho nên thôi, chuyện lớn, chuyện nhỏ, chuyện quá nhỏ, xem không có gì, mà chuyện tạm gọi được là có vấn đề thì xem như không có vấn đề, thì chuyện lớn quá thành nhỏ, chuyện nhỏ xem không có cái gì để chúng ta buông xuống. Hơn thua nhau chỉ có cái gì, chỉ có một lời mà nói, hay chỉ có một cái đánh, một cái chửi vân vân, nó mắng tôi, đánh tôi, cướp giật của tôi, nó chửi tôi, nó đánh tôi, nó đập tôi vân vân, mà ai ôm ấp thì đau khổ sẽ không bao giờ nguôi, mà không ôm ấp thì đau khổ sẽ tự nguôi. Chẳng qua là cái gì, cái lòng sân hận và cái ngã chấp về cái sĩ diện, cái tư cách của chính mình. Cũng như là núi đá kiên trì, cũng như là một cái cột đóng cứng không có lai chuyển. Dĩ nhiên tâm của chúng ta chưa có thành tựu như các bậc, nhưng ít nhất chúng ta cũng nhớ rằng, chúng ta cũng phải nhớ rằng là chúng ta làm cái gì làm cũng là một cái chuyện mà chúng ta chỉ có một cái căn bản tốt đẹp thôi, là chúng ta biết là thôi kệ, cố gắng có cái sự kham nhẫn. Cái điều này nó hay và nó đặc biệt lắm quý vị, có sự kham nhẫn và có sự chịu đựng với cái nghịch cảnh. Mà cái tâm của mình nó dễ bực bội lắm, nó dễ bực bội, khó chịu lắm. Bởi vì nó do cái bên trong lẫn cả bên ngoài. Bên ngoài về thời tiết nó gây chúng ta cũng bực bội, khó chịu, nóng nực, hoặc lạnh cũng là cái đau khổ nữa. Rồi làm cho cái thân nhiệt của mình nó cũng rất là khổ đau. Rồi cái chuyện của con người nó mang tới, chuyện không nói có, hay hoặc là chuyện người ta bày, người ta vẽ, có chuyện này chuyện kia, từ chỗ làm cho tâm của chúng ta nó dao động, là cho tâm của chúng ta nó khổ vô cùng. Thì kính thưa quý vị, tất cả những cái chuyện như thế nó gây cho mình một cái áp lực, nó gây cho mình một cái nhiều cái sự mệt mỏi và đau khổ. Thì nếu như chúng ta không biết dàn xếp thì chết. Đi cái đường xa mà chúng ta giác đồ theo quá nhiều thì tự chúng ta gây khổ cho mình thôi, chứ không ai gọi là báo ta phải như thế này, phải như thế nọ. Tự mình hại mình, mà tự hại mình là sao? Là bởi vì mình cảm thấy rằng mình cứ ôm cứ những cái niềm đau nỗi khổ, những cái sự khổ sầu ở trong cuộc đời mình. Và bây giờ nhớ tới là ăn không ngon, ngủ không yên, nhớ tới một cái là đắng miệng, đắng lòng, sao mà khổ như vậy? Cho nên chúng ta phải cái gì, phải cố gắng tu tập để chúng ta vượt qua. Nếu chúng ta không diệt trừ thì chúng ta vượt qua, nếu không vượt qua thì phải chặn đứng. Chúng ta nhớ là nếu như không vượt qua được thì phải chặn đứng lại. Bởi vì sao vậy? Bởi vì cái lòng sân hận gây nên nhiều cái tội lỗi, gây lên nhiều cái lỗi nặng. Một cái bực bội, một cái sự khó chịu thôi. Chúng tôi có đọc một cái chuyện mà khủng khiếp, chúng tôi có đọc khủng khiếp. Có hai vợ chồng nọ cũng nghèo, một hôm ông chồng mới đi làm xa, đó một năm hai năm mới trở về. Thì lúc đó ông ta trở về thấy có một người đàn ông ở trong nhà cùng với vợ với con mình, ông ta rất là bực. Thì cái người chồng này rất là bực, đi đến tra xét xu hỏi, đánh đập một cái người đàn ông đó. Mà không biết là ông ta là ai, cứ nghĩ rằng đây chính là vợ mình ngoại tình, đánh ông ta gần chết. Cái sự sân hận đánh ông ta gần chết, bắt đầu phải chở đi nhà thương. Thì cái đó vợ không có nhà. Đến khi vợ về tới thì ông ta mới hạch sách hỏi đủ điều, rồi cũng không có cho
cho bà vợ nói đánh đập bà vợ đến nó trọng thương gần chết luôn, thì cũng trở đi nhà thương. Rồi là sùm cái làng xóm đâu bu lại, thì cuối cùng á thì mẹ vợ mới tới, mới nói cho nghe rằng tại sao mà con làm một cách hồ đồ như vậy. Con biết á, cái người mà con đánh á, đàn ông đó là ai không? Đó là em của vợ con. Đó là cùng mẹ khác cha với vợ con. Vì vậy mẹ thấy như vậy, mẹ đưa nó tới để nó tiếp giúp cho vợ con ở nhà. Chúng tôi kể cho vị nghe bao nhiêu đó thôi. Bằng chính cái lòng sân hận thì cái người người chồng này tại sao mà phải như vậy cái đâu vậy, chứ ai giúp cho vợ con đây? Con biết khi con đi ở nhà hai đứa con bệnh hoạn và vợ con bệnh và tất cả bệnh, mẹ lớn tuổi rồi mẹ không có thể giúp cho tụi con, mẹ không thể qua mà chăm sóc cho các cháu được, cho nên con biết không? Tụi nó có biết cái điều đó, mà chính vì cái điều đó con cứ về là cái lòng oán hận, cái lòng bực tức của chính con đã làm cho gia đình của mẹ khổ, những anh chị em của vợ con khổ, chính vợ con cũng khổ. Tại sao như vậy? Thì nó kính thưa quý vị, có những chuyện làm mà chúng ta sẽ hối hận cả cuộc đời. Nếu như chết thì như thế nào? Nếu như chúng ta làm giết người, gây đến giết người thì chúng ta bị tù tội. Và cái chuyện đó là một chuyện. Chuyện thứ hai rất là đau khổ hơn nữa là đời đời kiếp kiếp chúng ta bị một cái quả khổ đau này mang theo, chứ đâu phải là chết là chấm dứt hết đâu. Cho nên vì vậy cái lỗi của cái sự sân hận này mà chúng ta cứ mang, mà chúng ta cứ cứ làm cứ cứ giữ ở trong tâm mình, thì đời này kiếp nọ từ chúng ta đã đang làm cho mình đã đau khổ lại càng đau khổ hơn, đã mệt mỏi lại càng mệt mỏi hơn, đã tội lỗi lại càng tội lỗi hơn nữa. Và cái sự sân hận này khó có thể thành tựu được các cái pháp thiện nhân. Chứ chúng ta đó, chúng ta sẽ không là một người trí tuệ được, bởi vì cái sự sân hận, cái hành động và việc làm của nó thô tháo xấu xí và tội lỗi vô cùng. Và là một người tu, chúng ta cố gắng dùng cái gì, dùng cái từ bi hay dùng cái sự tu tập của chính mình để tâm của mình không khởi lên những cái sân tâm, hãy buông, hãy bỏ tất cả những cái điều oán giận đau khổ, mà cũng như là khởi lên cái lòng từ tâm, rải cái từ tâm đến tất cả chúng sinh, những chúng sinh có quan trái hay không quan trái với mình, những chúng sinh có quan trái xin hãy cởi bỏ quan trái, đừng có quan trái là đau khổ, quan trái tức là oán hờn đời này kiếp nọ. Những người không có quan trái xin hãy giữ gìn những cái điều tốt đẹp nhất, và tất cả chứ những chúng sinh khuất ngoài mà chúng ta nói các vị đó chính là Atula, các ngạ quý hay những người mà có cái tấm lòng chịu với mình, thì mình bằng cái tu tập mình rải cái từ tâm thì mình sẽ được hưởng một cái luồng nước mát mà chúng ta gọi là cam đồ, đó chính là cái lòng vô sân vô hận và cái sự tha thứ, cái sự nhịn nhục, cái sự bỏ qua là một cái liều thuốc mà có thể nói như là một cái liều thuốc ampicillin, nó sẽ trị cái đau nhất khi chúng ta bị cái vết thương, thì chúng ta uống ampi vào nó sẽ không đau, thì không phải hãy dùng chất liệu của bi, của từ, của hỷ, của xả hay là của cái sự thiền quán, tức là buông bỏ, đừng có nắm, đừng có ôm, thì chúng ta sẽ được an lạc. Dạ, kính bạch quý ngài, kính thưa toàn thể quý vị, xin có đôi điều xin trình bày qua cái câu pháp cú số 263 là như vậy. Nếu có điều gì sơ thắc, kính ngưỡng mong toàn thể quan hệ cho kính chấp nhất thời gian chúng ta đây trước khi dứt lời. Kính dân Phật Phật là ngài Đức Trời được tứ đại thiên vương có vị chư thiên hộ trì chánh pháp, và cầu mong các ngài quan hệ hộ trì lên chư tôn đức tăng ni cùng toàn thể chư Phật tử mong tất cả được an lạc, được thánh hóa, và xin hướng nguyện phần công đức này đến tất cả các vị chư thiên, các vị vong linh linh cốt tại chùa, xin tất cả tùy hỷ quan hệ và được an lạc, được tấn hóa. Và cũng như hôm nay, ngày mai là cái một tuần lễ Phật đản theo cái truyền thống của dân Việt, cũng là một cái xem như là cái ngày đầu
của mùng 8 đó, cũng có ngày Bát Quan, sẽ làm lễ, sẽ là lễ khánh đản, sẽ là lễ mừng, coi như là Bồ Tát ra đời, là Bồ Tát thành đạo và Đức Phật Niết Bàn theo tinh thần của Nguyên Thủy. Thì riêng ở chùa chúng tôi thì sẽ cử hành cái lễ vào tối 12 và sáng 13. Xin mời tất cả quý vị sẽ có đến tham dự, và chắc chắn có livestream ở trên mạng vào buổi tối cũng như là buổi sáng. Xin gửi lời chúc mừng an lạc nhân mùa Phật đản của cho 1562 đến, mong tất cả chúng ta được thành tựu làm những thiện sự phước sự để chúng ta báo ân Phật bằng những hành động thiện sự cao cả nhất. Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tha Ma Giá, Nam mô Tăng Kha Giá. Dạ, sa thú chúng con kính tri ân thương tòa Tây Nguyên đã đọc giảng bài pháp cú số 263 ngày hôm nay, cho chúng con nghe hiểu rõ để cố gắng học hành thêm cho được sự lợi ích. Và một lần nữa chúng con kính tri ân thượng tọa, và con kính thỉnh thượng tọa minh hạnh đọc kinh chúc phúc cho chúng con được trọn vẹn phước báo, và con kính nhân đức bốn sư. Kawato sapa mangalang rakhan tu sapa de gota sapa buddha nu hawe na sarasati kawan tu te Kawato sapa mangalang rakhan tu sapa de gota sapa dhamma nu hawe na sarasati kawan tu te Kawato sapa mangalang rakhan tu sapa de gota sapa sangha nu hawe na sarasati kawan tu te Tất cả hạnh phúc hằng có đến người, cầu xin chư thiên hộ trì đến người, do nhờ oai đức của chư Phật, do nhờ oai đức của giáo pháp, do nhờ oai đức của chư tăng, các sự thành lợi thường thường đến người, cầu xin do quá của tâm tinh thành tâm báo, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn. Và chúng con kính tri ân thượng tọa minh hạnh, thượng tọa tuệ quyền đại đức sắc tính cùng chư tăng đức đã vào rung chứng minh cho chúng con được họ trì quy giới ôn bàn và học pháp. Và một lần nữa chúng con kính tri ân chư đại đức tăng, kính mời quý thật tự cùng bản danh hồi hướng. Và đề quả ta san tí vi ha ra hoa si ni Hu pe ga re bo thi ga re ta hin ta ta tham ma da de na ta wan ku u chi ta to thiên ca ron te